Nè, dẫn đi trung tâm cũng không đi, dẫn đến cửa hàng làm tóc gần nhà mà cũng còn xị mặt ra nữa. Mình dẫn cậu đi thư giãn đó, không phải đưa đi cắt cổ đâu, vui vẻ lên đi. Thì mình không muốn đi mà. Cậu bị làm sao vậy? Với ông chủ kia thì muốn gặp, nhưng mình rủ đi chăm sóc bản thân lại không muốn đi. Vậy là sao? Sao cứng đầu vậy? Cứng đầu là sao? Dạ xin chào bà Chót Choi. Không phải mẹ, bình tĩnh đi. Cũng cằn nhằn y như vậy. Đúng là thật mà, nhưng xin lỗi nha. Cậu cứng đầu thế nào thì cậu cũng không thắng được mình đâu, vì mình cứng đầu hơn. Nếu mình muốn làm thì cậu phải làm. Đi, bước đi. Người đi cô Chalathon. Thon. Con đó có biết là nó xui xẻo khi bị cô lén theo dõi từ nhà đến đây không? Bây giờ cô ta vẫn chưa biết đâu, nhưng rồi cô ta sẽ biết. Cô ta đã làm khi đụng vào chồng tôi. Đến tận hưởng cuộc sống đi mà. Xin chào quý khách. Xin chào. Hôm nay quý khách muốn làm gì? Định cắt gội sấy hay là nhuộm tóc vậy? Dạ gội sấy. Cho tôi hỏi quý khách muốn làm gì? Làm giống như người phụ nữ này đó. Cô, tôi muốn làm giống người phụ nữ này để cho chồng của tôi say mê tôi giống như say mê cô. Nè cô nói cái gì? Phụ nữ thời nay kiếm tiền dễ quá. Nguyên cả một ngày không cần làm gì, lấy tiền của chồng người này đi làm đẹp để tiếp tục đi giành chồng người kia. Trong khi đó ngài Krishna mới qua đời chưa được bao lâu đã lấy tiền để đi làm đẹp để giành chồng của tôi rồi sao? Cô Chalathon. Nè cô, im miệng đi. Nếu không tôi sẽ dùng tay bịt miệng cô lại. Cô mới im đó, để cho vợ bé với vợ lớn giải quyết với nhau. Nè, nói ai hả? Ai là vợ bé? Nói năng cho đàng hoàng nha. Bản chất của vợ bé, có được sếp rồi lại muốn có cả nhân viên, sau này thì chắc cũng hốt luôn lái xe kiểu như vậy. Hốt hết mà không chọn, vì nếu chọn chắc không chọn chồng người khác đâu. Lúc đầu thì định gội đầu sấy tóc thôi, nhưng mà chắc không kịp rồi, mình phải đi bởi vì có hẹn tiếp. Nè, cô có hẹn với chồng tôi phải không? Cô nói chuyện với tôi hả? Trong tiệm này có ai là vợ bé thích giành chồng người khác thì là người đó đó. Tôi không biết là cô có vấn đề gì với anh Tula nên cô mới nói với tôi kiểu này. Vì tôi không thích xen vào chuyện người khác. Nhưng nếu cô nghĩ tôi là vợ bé của anh Tula thì cô lầm rồi. Người chuyên nghiệp như vậy sẽ nhịn được hay sao? Cô không biết gì về cuộc đời tôi. Cô không phải tôi. Vì vậy cô không có quyền quyết định thay tôi làm hay là không làm. Cuộc đời của tôi sẽ không làm vợ bé của ai nữa đâu. Nếu có thì tôi phải chọn là vợ lớn và là người vợ duy nhất. Quang hô. Nè, để tôi giải thích cho mà nghe nha. Ý của Cha La nói là nếu cô ấy định lấy chồng của cô thì chồng của cô phải độc thân trước. Mà chắc tôi cũng không cần giải thích thêm là làm thế nào chồng cô có thể độc thân một lần nữa. Cha La, Cha La đứng lại. Cha La, không cần phải nghe đâu. Có miệng thì nói vậy thôi. Tôi hy vọng cô sẽ làm như những gì đã nói. Vì nếu cô giành anh Tula với tôi thì ngoài việc giành chồng người khác thì còn giành ba của con tôi nữa. Anh Tuân đã nói chưa? Tôi có thai đó. Anh Tula,
Tôi đến để xin lỗi cô về chuyện của Nipa. Cậu nói đó hả? Cô Chala. Cô Chala. Nghe tôi nói đã. Cô Chala. Buông ra. Không. Tôi là bà chủ của anh. Tôi yêu cầu anh buông ra. Và đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Buông ra. Buông ra. Tôi biết cô là bà chủ. Cô có quyền đuổi tôi nếu tôi không làm theo yêu cầu của cô. Nhưng bây giờ tôi không thể làm theo yêu cầu của cô. Buông ra. Anh quên rồi sao? Anh đã có một người vợ hợp pháp rồi. Anh không nên làm vậy với tôi. Và tôi cũng không chấp nhận làm vợ bé nữa. Tôi xin anh đó. Buông tôi ra đi. Đừng làm cho tôi không thể quên anh được nữa. Chỉ như vậy tôi đã thấy khổ sở lắm rồi. Buông tôi ra đi. Buông ra. Nếu anh buông ra, em sẽ lại trốn anh nữa. Giống như em đã từng làm. Buông ra đi. Chala. Chala. Chúng ta định trốn tránh tình cảm tới đâu? Không phải chỉ có một mình em đau khổ. Anh cũng đau khổ nữa. Không phải chỉ có một mình em chưa từng quên. Anh cũng chưa từng quên em. Nhưng chúng ta phải quên. Vì chuyện này là không thể. Sao lại không, Chala? Hãy cho anh một chút thời gian. Anh sẽ không để em rời bỏ anh nữa đâu. Chờ anh nha, Chala. Trời, anh ấy ôm Chala nữa kìa. Thấy rồi. Trời ơi, nhìn kìa, làm gì vậy? Mắc cỡ cái gì? Sao đây? Mẹ ơi, bây giờ đừng quên là cậu Tula đã có vợ rồi. Cô còn mở đường cho cậu Tula nữa. Rồi cô Chala lại gặp rắc rối đó.
Tôi biết là bây giờ anh tương lai có vợ, nhưng anh ta bị vợ bỏ rồi, không phải sao? Mà nếu vợ anh ta tốt thật sự thì tôi còn không có cửa mở đường cho Chala dính dáng đến anh ta đâu. Nhưng lại không phải vậy. Mà Chala cũng không phải kể đến sau. Bà đừng quên chứ, Chala và anh Tula đã gặp nhau trước rồi mà. Tôi tin chắc là anh Tula sẽ không để cho Chala thành vợ bé nữa đâu. Ôi yêu quá, diễn lố quá vậy. Tôn, đói không? Em mua mì về rồi nè. Em mua ở đâu vậy? Thì quán mà chúng ta thường hay đi ăn đó. Anh ăn rồi. Em để dành ăn khuya đi. Lần trước em mang thai, em thường đói lúc khuya lắm mà. Vui thiệt nha, vì anh vẫn còn nhớ. Nhớ chứ em. Anh nhớ mọi thứ mà. Nhớ mình đã hạnh phúc như thế nào khi chuẩn bị có con, rồi đau lòng biết bao khi bị mất con. Tôn à, lần này em hứa là em sẽ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Nhưng anh cũng phải chăm sóc cho em và con nữa nha. Không phải lo. Không có người cha hay người chồng nào không muốn chăm sóc cho vợ và con mình đâu. Em biết là không có người cha nào không chăm sóc cho con của mình mà. Chala muốn lão gia sống thật lâu với Chala. Anh biết là Chala yêu anh, và anh cũng yêu Chala. Nhưng không ai cãi lại được ý trời. Rồi một ngày anh cũng phải đi. Nhưng mà nghe anh nói đã, Chala. Thật sự thì không có ai quan tâm Chala là ai đâu. Nhưng với tấm lòng của Chala thì một ngày em sẽ gặp được người yêu em bằng cả trái tim, mà không ai quan tâm đến việc em từng trải qua những gì. Chắc là không ai yêu Chala bằng lão gia đâu. Hãy nhớ, nếu một ngày anh có như thế nào, thì điều làm cho anh yên lòng nhất là thấy Chala được hạnh phúc. Tôi hy vọng cô sẽ làm như những gì đã nói. Vì nếu cô dành anh Tula với tôi, thì ngoài việc dành chồng người khác, thì còn dành ba của con tôi nữa. Cô Chala ơi, Oi ơi, cô Kanin, xin chào cô. Thấy chưa hả? Không thấy, không thấy luôn. Dạ xin chào. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô Chala mất tiêu rồi. Tôi đi tìm xung quanh hết rồi, tìm ở ngoài giường và mọi ngóc ngách đều không thấy. Có thấy không Oi? Dạ không thấy, đi đâu lại không nói rồi.
tới rồi. Tuân, anh có biết là em cảm thấy rất vui khi anh chịu nghỉ phép để chăm sóc em và con. Ai tới vậy? Người mà anh hẹn tới. Chắc là tới rồi. Chào Nikki. Tuân. Anh là người mời anh ta tới. Là anh là luật sư đó ba. Khi anh làm bất cứ vụ nào, anh sẽ bắt đầu nghi vấn, đặt ra câu hỏi và tìm câu trả lời. Em nghĩ là anh sẽ không nghi ngờ, đặt câu hỏi và tìm câu trả lời là tại sao em biến mất hả? Em nghĩ anh ngu hả? Như lần đầu tiên em có thai và anh tin đó là con của anh. Hạnh phúc gần chết rồi đau lòng như phát điên vì bị mất con. Và anh càng đau lòng hơn nữa khi biết được đó không phải là con của anh. Em lừa anh. Và em cũng đang tiếp tục lừa anh. Không phải đâu anh. Ai nói chuyện này cho anh biết? Con nhỏ vợ bé kia phải không? Cô ta hãm hại em mà. Người đàn ông đang đứng kia chính là nhân chứng rồi. Em còn định đổ lỗi cho ai? Không đúng. Đừng tưởng là em không biết. Bây giờ anh định ăn lại đồ thừa của sếp anh. Đừng có quá đáng nữa ba. Anh đã cố nhịn để nói chuyện đàng hoàng với em. Dù anh thấy rất tổn thương và đau lòng với tất cả những gì em đã làm với anh, nhưng anh vẫn cố gắng để giữ tình bạn cho chúng ta. Không cần phải ăn nói đàng hoàng. Nếu em tồi tệ khi có nhân tình, ít ra em cũng không đi ngủ với chồng ai. Nhưng mà anh thầm yêu vợ sếp của mình. Ai mới là đồ tồi? Thứ hai, chúng ta gặp nhau ở tòa. Người đàn ông đó, anh ta muốn kết hôn với em. Anh ta muốn chăm sóc con anh ta. Em không muốn. Vậy anh để lại căn nhà cho em. Nếu vẫn chưa đủ, anh sẽ để lại toàn bộ tiền của anh nữa. Anh chỉ xin duy nhất giấy ly hôn thôi. Anh tưởng là nếu anh chỉ có cái thân này, con nhỏ đó sẽ lấy anh sao? Anh đừng quên, bản chất của vợ bé, chấp nhận ngủ với chồng người khác, chấp nhận để người ta chỉ trỏ, vì ngủ với chồng người khác để đổi lấy sự sung sướng. Anh có mỗi cái thân, anh nghĩ con nhỏ đó sẽ lấy anh hả? Cha La không phải loại phụ nữ đó. Cha La hiểu rõ anh. Trước khi anh trở thành luật sư, anh chỉ có trái tim. Và Cha La cũng yêu anh như vậy. Nếu hôm nay anh không có gì cả, anh cũng tin Cha La không quan tâm đâu. Nhưng con nhỏ đó từng làm vợ bé người khác mà. Nếu Cha La không quan tâm anh có gì, thì sao anh phải để ý? Cha La từng trải qua những gì? Tuân, đừng để chuyện này phải đưa ra tòa. Em cũng biết là anh sẽ không thua đâu. Hẹn gặp nhau vào thứ hai. Tuân. Tuân. Tuân.
Dạ, chào Khanh Yên. Dạ, cái gì? Không tay liên hệ được với Cha La sao? Tôi đi tìm khắp nơi mà cũng không thấy cô ấy đâu hết. Đúng vậy, em gọi đến mức điện thoại sắp hư luôn mà vẫn không liên lạc được. Sao tự nhiên Cha La lại biến mất? Chắc là do tôi đó. Thật ra không liên quan đến anh Tula đâu. Bây giờ chị Cha La không trốn ai cả, chỉ đang trốn tránh trái tim mình thôi. Vì chị ấy luôn nghĩ đến người khác hơn bản thân mình. Chị ấy không muốn làm nguyên nhân để anh Tula ly hôn với vợ của anh ấy. Chuyện này không liên quan đến Cha La đâu. Anh ly hôn với Pa vì vì vợ cậu Tula có người khác. Sao bà Khanin biết vậy? Không phải chỉ mình tôi biết đâu. Lão gia cũng biết. Lão gia nói với tôi mà không nói với cậu, vì cảm thấy đây là chuyện cá nhân. Lão gia chờ cậu tự quyết định. Nhưng khi tôi biết chuyện vợ của cậu có thai thì xin lỗi nha. Tôi không thể không nghi ngờ đó không phải là con của cậu. Điều tôi nghĩ có đúng không? Nếu cậu không phủ nhận, có nghĩa là tôi nói đúng. Nếu vậy thì anh mau đi nói với Cha La đi. Nói ở đâu mới được, còn chưa tìm được cô Cha La mà. Thật ra em biết là bây giờ chị Cha La đang ở đâu. Cô có sao không? Cha La, sao anh đến được đây? Để em giúp, không sao đâu. Từ từ thôi. Không sao đâu, em sao rồi? Dạ không sao. Em không đi nổi đâu. Đi lên xe đi, để anh chở về. Không sao đâu, Cha La tự đi được. Đừng cứng đầu. Không cần nhìn đâu. Dù em có hét lên tìm người giúp, khu này cũng không có người. Lên xe đi. Không sao đâu, để Cha La tự đạp xe về được rồi. Nào.
Em có dụng cụ y tế không? Dạ có. Ở đâu vậy? Sao anh đến được đây chứ? Thì anh đi tìm nơi nghỉ dưỡng. Còn em, sao tới đây? Ở đây xa quá, giống như đi chạy trốn vậy. Đúng, ở đây xa, rất xa. Vậy mà anh cũng tình cờ gặp tôi ở đây. Giống như là có người nói với anh là tôi ở đây vậy. Ở đây đẹp đó, anh thích. Có rất nhiều phòng nữa. Anh thuê một phòng được không? Không được. Anh phải đến chỗ khác ở. Nhưng ở đây đẹp, anh thích. Dù sao cũng phải đi chỗ khác. Không cần nói nhiều, băng vết thương đi. Tôi tự làm. Anh đi về đi. Anh nói đúng. Vì tôi đến một nơi xa như vậy, vì tôi muốn trốn anh. Tôi không muốn gặp anh nữa. Không muốn liên quan gì tới anh nữa. Nhưng mà anh, tôi cầu xin anh đó, đừng dính dáng đến tôi nữa. Nếu anh chưa chịu đi thì tôi sẽ trốn anh đi xa hơn như vậy nữa. Và tôi cũng không nói với anh, kể cả Thanos. Vậy thì anh đi. Xin mời.